Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một bộ inverter, một chiếc bình 12V sẽ lên được 220V. Đây các bạn, giờ mình thử cho các bạn coi. Cái bình nhỏ đơn giản thôi mà cũng xuất khủng luôn. Bạn tham khảo. Này bắt đầu mình, này là không dây điện hết. Nè, không dây không điện hết. À, mình cắm cho các bạn coi nè. Đó là mình sẽ khởi động nè. À, bật khởi ra. Đấy. Đồng hồ sẽ lên. À, các bạn. À, bắt đầu mình thử. Đây, cái bên 12V này, bắt đầu mình thử. Thử này, thử ra một chiếc tivi. Chiếc tivi đây. Một cái hộp box và một cái đầu kỹ thuật số. Đây, thử một lần luôn nha. Đây các bạn. Đây. Cho các bạn coi luôn là không ảo thuật, không láo ké. Bán cho các bạn tin luôn là không dây điện hết nha. À. Đây, sẽ cắm vô đây. Đây là sử dụng cho ghi bì thoải mái luôn, tiết kiệm điện luôn. Đây. Cắm vô. Đây là cái điện này các bạn. Đây, bắt đầu mình bật tivi thôi nha. Đây, mình sẽ bật tivi. Rồi, tivi khởi động này nha các bạn. Quá mạnh luôn, khủng luôn. Bình nhỏ đơn giản thôi. Giá thành thì rẻ, 1,7 triệu thôi các bạn. Đây, có thể mình xài cái được bằng khuôn luôn. Các bạn gỡ thử. Xài bằng khuôn luôn nha các bạn. Mình bán với giá bình dân thôi. Tự mình làm luôn. Các bạn tham khảo. Các bạn có nhu cầu hello liên hệ với mình ha. Muốn yêu cầu công suất bao nhiêu có bao nhiêu. Đây. Mình sẽ thử khuôn cho các bạn coi nè. Đây các bạn, đây máy khuôn này. Đây, inverter. Đây, mình sẽ thử máy khuôn này các bạn coi ha. Đây. Thử máy khuôn này. Không có dây điện ở đâu hết nha các bạn. Hoàn toàn thật 100%, chỉ riêng cái bình này thôi. Đây, mình sẽ cắm máy khuôn cho các bạn ha. Đây, mình sẽ bóp máy khuôn đây. Một tay mình làm, một tay mình quay ha. Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Đây, đây. Quá đã. Quá mạnh luôn. Đây. Chỉ 1,7 triệu thôi, 1,750 triệu, 1,7 triệu thôi. Mình có thể xài khuôn máy cắt bằng những tô mì, hoặc là thử cho bóng led, được 10 cái bóng led. Mình thử cho tivi, chỉ có bình xi máy nhỏ thôi nha các bạn. Mình sẽ bấm thử đón đèn đỏ cho các bạn coi ha. Đây. Đây. Đây các bạn. Quá sáng rồi. Đó, đây à. À, bây giờ mình rút cái bình ra nè, bóng nó sẽ tắt nè. Đây, rút bình nè, rút nè. Đó, bóng sẽ tắt nè. Mình cắm bình vô nè nha. Đó. 1,7 triệu thôi nha các bạn. Mạnh, công suất khủng. Đây. 10 con xoài các bạn. Cục 15 em đi. Đây, đơn giản rồi. Đây nha các bạn. À, ok. Các bạn nào yêu cầu sử dụng trong bì, tàu, thuyền cứ liên hệ với mình. Công suất bao nhiêu cũng có. Đây. Video của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn ạ. À.